thương mại này. Anh không nghĩ chứ, hay là bạn được được mì mục tiêu. Ăn 3 bát cơm rồi, một cốc sữa rồi. Lừa cái cạnh nhà là bọn thương mì nhé. Thế này có sửa dao như không phải gặp thẳng ấy. Người làm theo thức đơn thế. Đơn nhưng mà không ăn tuần nữa đâu. Đúng, không, không tại ngô vì tuần. Phải rồi. À, không tại ngô vì tuần của mì chứ cả. Như đừng đợi ăn bến ấy. Dạ. Ngô ăn với khẳng nữa. Buổi sáng thì uống sữa. Ăn thắt chuối. Vâng ạ, ông xôn. Buổi trưa thì ăn cơm mà lại dưa chuột. Buổi tối thì cơm mà lại ngũ cốc trộn với rau. Cái vùng ngũ cốc đó, cái vùng ngũ cốc đó không biết ngũ cốc bỏ ở đâu mà vẫn trở thành vùng ngũ cốc. Câu không? Ừ, cầm chân gà ăn đi. Vô vô, cầm chân gà vô này. Đây cầm chân gà này, vừa có vưng này anh em này. Vô. Vô tức quý nhỏ. Nhớ mang rau nha, chơi để rau đứng đây lắm nha. Quên tập nhìn nha. Nó đây, hai cái nó. Gần ra. Ngón bả chạy mọi người ơi. Nó kéo vô ngón bả chạy. Ok. Hello. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà, mình là Linda. Mày không biết nhá. Hôm nay có mấy cái chân gà mời hai anh em qua ăn cho vui, thử coi thử hôm thử làm món chân gà có được không. Đây là Văn Lời với Văn Tuấn nhá. Đức là ê, Đức là Tuấn Cúc Phi hay. Mời mọi người ăn cùng với bọn Hùng nhá. Chúng tại mới sao chúng mua. Lịch sử làm gì đấy, ăn cái này mà ăn. Đây, ăn bọc. Thường ăn bọc. Xẻ rá này, ui hình như John nó tụi nó không 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 ăn lịch sử rồi. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá. Đây John. Ui đây chậm nó thử chậm nó. Cho cảm nhận thật nhá. Nói chung là phải ngái hết ngón giờ đang nói. Giờ chứ nói giờ ngón là ngón nhá nhá. Đúng ăn no rồi đang nói. Thằng này nữ bật. Đang đồ à lời. Đây không? Theo cảm nhận của em như đang. Mùi thơm ấy ạ. Cùng John ấy, nếu mà anh cho thêm, nếu mà anh rạn thêm một lúc nữa là con này là John hết. À. Đấy là con John được 80% thôi. Đây là một đôi John ấy. Đấy. Cũng sẽ được. Món này mà nhắm với lại bia thì ngon. Anh không thể sẽ được cái này, cái chân gà thì sẽ đổ bình thường này. Ừ. Đấy, sẽ được hết. Hay lầm. Ok. Mời mọi người nha. Đây là chân gà. Hôm nay Hùng thử nướng kia. Không phải nướng là Hùng làm chân gà chiên xong thêm gia vị các kiểu xong rồi cũng ăn thử thêm như thế nào để có thử như thế nào nha, mời mọi người nha. Tạm biệt mình nhúng nhá. Nói chung hành giá vì thơm với nhau cái mùi xả ấy tuần này, nếu mùi xả mới lên được mùi này ngậm hết. Anh đi được chắc khoảng 8 điểm mọi người ạ. Hả? Được. Có lòng mía thì đẹp này. Ngon quá. Hay là làm trên rượu, đếm đi lại rượu. Rượu có đấy nhé. Ủa? Rượu đấy không có. Em định xuống rượu một chỗ này. Tụng cũng được, mang lại anh bái kèm. Tụi bây đòi xối ta đến. Cái gì cũng bía ra hết rồi rượu. Đừng thôi. Bía tư riêng. Các người riêng. Hay làm chè. Bỏ rượu rượu. Hay làm chân chè. Thằng này ăn ngon nổi được. Lắm thể bất an cay rồi. Em thấy sợ rồi em cay rồi. Mà tao chỉ vẫn tạm. Quán lắm. Tụi cũng bên tham gia mày không tạm mà chỉ ăn tới sân truyền đấy. Tụi mình chỉ khoảng 5% số tiền đi. Nếu doanh thu là 1.000 tỷ thì mình được tầm 1.000 tỷ. Đời ơi, tôi cũng quý nói rồi, bỏ chạy. Được, đây cũng là vừa sau của tôi. Nhưng mà làm món này cực lắm. Cực kỳ phức tạp lâu rồi. Ý là phải nướng, đây là chiên. Chiên nhưng mà cái kiểu chân gà hành có nước nó rỗng á. Anh chiên là chiên dâu lên đúng không? Chiên xong bắt đầu
mình cho gia vị của mình đảo đảo nữa này, em thử là anh lại đảo được không? Đi ra được. Nói chung trên ga của anh Hùng ấy làm hầu cái đồ đấy nó sạch sẽ an toàn hơn trên trên ga ở Hà Nội. Ở ngoài dục đường cái mùa hè nó bụi là bụi anh Hùng ấy, nó đi vào nó phủ gãy nó sau tuần lên cái rá ăn tiêu không biết đó nó có bụi mà thực chất là bụi nhiều lắm. Rồi nhá, rồi cái nhà bẩn ở cái nô của mấy phủ đấy mà từ đấy á ở Việt Nam nó cho nhu cầu ăn nhiều quá không có làm kịp thì cách đóng thì bắt đầu hấu khi mới làm được thông tá thì có thôi xử lý cái cá đấy chưa chưa có thực hiện này được mày mình chưa mua ăn đó cũng vấn đề nhiều việc vô lôi lúc mình bị ngó hết rồi mà ông chơi con có nhiều quả nè nhập đồ Trung Quốc về mình dự nè thì vì của nước mặn là mình làm với anh đúng không em cần cái thịt chín gần nửa mà đường là đường nó cạn đá nó xẻ đá cả cả cái lấy cái cụm chắn đấy nó dai như vậy đúng không ở tả là cái như vậy vẫn ngọn là đi từ mấy chân gân luôn đấy mà dòng mấy ảnh hiểu cái chân gân luôn dòng ấy ăn nhiều cái vẫn được hơi dài thịt với cái chân gà ấy nó tiếp xúc với mặt đất nó dài đấy chân lại mà chiếm giòn thì cái gì vậy cái bông con gà mà hay thì cái món chân gà mà dăm nở ảnh ấy ở đấy nó phải dưới dưới quá, dâm sẵn tắt, đây, cái cảnh tương cảnh, đi ăn đây, ăn trên ga với bông cài thì ăn cho đời ngàn luôn đấy. Người còn từng cái mình cứ thêm thắm tắm rất khỏe, còn từng người như thế, quấy, tắt thì lợi đẹp trai nhất trưởng này ai cắt sữa à nhìn nhỉ lấy trưởng này xuống đây các tổ đại ca sư tổ ai cắt sư tổ á ừ đại ca sư tổ à anh của à thôi không phải đó rồi nha ừ theo muốn tổ cái gì ok cứ được là nhà nghỉ được bọn đi cùng bọn hai để dạy cùng bọn hai phải người ta cái buồng nó chai của mình tự nhiên cũng bị từ chỗ mọi cuộc hẹn nó bị cổ luôn hả từ trên Facebook cho đến ngoài rồi nghỉ có một yên có thể rủ rượu kìa thôi được của mình. Sắp tới tháng 4, tháng 5 thì mình nghỉ rồi lấy tôi có bị đeo. Tôi có bị đeo, bía lồn đường không ngủ được nhau ạ. Mẹ bía lồn đường ăn không ngủ được. Không từ nhà sải sọc luôn. Bố này ngủ, 7 giờ ngủ, 11 giờ dậy. Không phải nữa, không phải tôi gió ngủ lắm. Mà bía lồn đường khổng lắm. Không được mất. Một đứa bía khổng hả, nó rêu khổng. Bây giờ cứ che đôi như an toàn mọi người hả? Chỉ thấy như là hả? Cứ làm rồi mà rượu nặng ấy. Còn ngủ cũng có lại hết một chén rồi. Cả phải được. Liên tục cái bữa nó quay lại trái cái hết này. Quay đi quay lại hết một trái. Xin gậu quá. Hay là anh nhớ thật. Cứ uống liên tục ấy, uống liên tục mấy chi tỏ nó rọt cho hồi nãy có rọt nửa. Ừ, cầm chân gà ra mi. Vô vô, cầm chân gà vô này. Này cầm chân gà này, cái dưa của Vưng này, anh em này. Vô. Tức quý nhỏ. Ok. Nhỏ mân rảo nha, chơi để rảo đứng đây lắm nha. Quên tập chân gà. Nó. Đây hai cái nó. Gần ra. Ngón bả chạy mọi người ơi. Thôi kéo anh Hùng ngón bả chạy. Ok. Tương ương cái nắm con. Bệ trong một tiếng gắn hết. Ăn khóc luôn. Còn chị
cái phần bị cắt cắt xẹo nhiêu con gà mình nó kiến ấy, nó lớn lắm rồi mà quậy dầu mờ đấy. Chấm đa, chấm điểm rất ớt ngon. Đợt này anh em uống ăn chay nên uống bia không uống uống nước tràng nữa. Ăn chay cũng tự nhiên có chân gà còn đấy. Uống chay chứ không phải là ăn chay. Ừ, uống chay được. Chụp cái bình là hơi thẳng. Chấm chi dấu ngon hơn đấy. Chấm dấu hơn. Mời hai đứa cha lên mà quay video hôm vài bữa có tên là phải chia hai người đi nhiều lắm mọi người nè. Mời họ đến ăn uống rồi vài bữa phải chia tiền nữa, phải đơn giản mà. Anh Hùng kể một lương tháng thu nhập từ bây giờ anh Hùng được bao nhiêu? Mà được mấy đâu, vừa đủ trang trải. Mua được cái lốp, mua được cái lốp con Mercedes đó. Mercedes của cháu, của con chứ. Không quá. Chú Hùng đi thực tế đi kiểm tra vậy thì sao thấy vì hành giải quyết sinh. Vì hành đi á. Bọn Nhật Bản thì đứng lòng trò gì biết sao. Chạy hang, chạy hang. Chạy hang thật đó. Mọi người nhìn mình với vì nợ em. Thật cả là hàng của Nhật Bản thật sự. Trường hợp bây giờ mà nguyên liệu của Trung Quốc mà Trung Nhập sáng lên thì nó gọi là nguy hiểm đấy. Nhưng nếu trường hợp nguyên liệu của Nhật Bản và Nhật Bản là được 97% thì ok, không bao giờ là hết được. Mà nhung ạ, em nói bây giờ động cơ chú thầy thì bọn nhân được cái bọn công ty lại gì mãn anh. Chủ tịch thành phố lại gì mãn đấy. Không bao giờ động được trước. Ôi, ok rồi mọi người. Ok rồi mọi người ơi. Kết thúc rồi, nó qua rồi. Còn cái đĩa không này. Trời ơi, hiền thương mà. Giờ cuộc chiến đã kết thúc rồi, nó quá. Rồi cái cảm nhận của Tuấn nè. Giờ mình không biết nói gì vì ăn no quá rồi. Lấy bụng rồi, cảm ơn anh Hùng. Cảm ơn anh Hùng nha. Cảm giác từ nó đứng ở Việt Nam nha, ăn trong ở Việt Nam lắm nha. Lâu rồi mới được ăn trên ga này. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu có tí chân gà thì làm ra để ăn uống cho vui. Nhiều người xem nhạy được. Quay cho anh em mọi người xem cho vui. Thì cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha. Mọi người nhớ ủng hộ, set và like, chia sẻ cho bọn mình có tiền tăng ca nha. Có tiền để làm những video ăn uống như nó tốt hơn phải không? Ăn uống chơi sai quá, còn được nhiều cả. Ok. Chào tất cả mọi người nha. Bye bye. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.